Khi nước Mỹ bước vào mùa du lịch, chi phí nhiên liệu và khách sạn cũng tăng cao hơn. Nhưng trong giai đoạn kinh tế chưa hồi phục hẳn này, nhiều du khách cố gắng tiết kiệm từng khoản nhỏ trong kỳ nghỉ của mình. Giá xăng đã được điều chỉnh trở lại kể từ khi chạm trần vào tháng 2. Mặc dù vậy, ít người lái xe ra đường và trực tuyết vào mùa này hơn vì giá cả cao hơn vào mùa du lịch. Giá xăng không thấp hơn năm ngoái bao nhiêu, vì thế vẫn chưa đủ để giúp cho ngành du lịch tăng trưởng mạnh. AAA dự đoán khoảng 34,8 triệu người Mỹ sẽ đi nghỉ lễ vào dịp cuối tuần này. Mức này thấp hơn 1% so với năm ngoái, và có lẽ người Mỹ cũng sẽ chi tiêu ít hơn khi đi nghỉ mát. Doanh số ngành hàng không tăng từ 3 đến 6% trong năm nay. Giá vé đi châu Âu tăng cao, nhưng giá vé nội địa nước Mỹ lại giảm. Tùy thuộc vào hãng hàng không và ngày đi, nhiều hãng có giá vé giảm, ví dụ như giá vé đi Chicago giảm 18%, vé đi Boston, New York, Los Angeles cũng giảm, chi phí khách sạn cũng được dự đoán là tăng 5%. Nhiều người đang tìm cách thuê các villa căn hộ vì ở đó phòng ốc rộng rãi hơn và bạn có thể tự nấu ăn. Thường thì chi phí thuê chỗ ở dạng này bằng hoặc thấp hơn đi thuê khách sạn. Trong khi chi phí du lịch ngày càng tăng thì nhiều khách hàng đã cố gắng tiết kiệm từng khoản nhỏ.